vị, mình đang có mặt ở chợ ẩm thực cuối tuần, chợ phiên ẩm thực cuối tuần ở công viên 23/9 quận 1. Thì chợ phiên này là mới mở cửa thôi và ở đây bán rất là nhiều món ăn hấp dẫn dành cho du khách và các bạn trẻ là đến đây rất là đông để thưởng thức vào mỗi cuối tuần. Thì bây giờ các bạn hãy đi theo mình để là xem những món ăn ở đây có những món ăn gì. Châu, để chị ăn thử nè Châu. Đây là bao nhiêu một phần vậy anh? 30. 30 ngàn một phần. Dạ. Cái sò này là 35. Cái này là sò 30. Còn ốc. Ốc 30 luôn. Dạ. Rất là hấp dẫn. Ở đây hải sản rất là tươi ngon và giá lại rẻ nữa, tương đối rẻ. Một phần sò điệp nướng như vậy là chỉ có 35 ngàn. Còn ốc bu nướng. Đây là hào nướng. Nó là cái gì?